Xin chào anh em. Thì trong cái video lần này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà giao dịch Tradecoin ở trên cái app của sàn Binance trên điện thoại. Thì cái bước đầu tiên hết là anh em giúp mình tải cái app này về. Thì mình đã có để cái mã QR ở trên màn hình, thì anh em có thể quẹt cái mã QR đó để mà tải cái app Binance về, hoặc là mình có để cái đường link tải app ở trong cái phần mô tả của cái video này. Anh em tải cái app về, sau đó đăng ký một cái tài khoản và mình sẽ đăng nhập vô trong cái app của sàn Binance. Cái tiếp theo là mình sẽ thấy ở trong này nó sẽ có cái phần giao dịch. Thì đây là cái nơi mà mình sẽ giao dịch Tradecoin, mình sẽ đặt lệnh giao dịch Tradecoin. Thì trước khi mà bắt đầu trade thì mình sẽ giới thiệu để anh em một vài cái thông tin ở trong cái app này. Ở trong này là cái giao diện để mà mình đặt lệnh trade. Đầu tiên hết là mình sẽ có cái cặp coin mà mình sẽ giao dịch ở đây. Thì nó sẽ hiển thị cho mình đây là cái cặp Bitcoin USDT. Thì để mà mình trade coin thì mình có thể chọn các cái cặp khác ở trong cái dấu mũi tên hai chấm này. Thì khi mà mình muốn giao dịch cặp nào thì mình sẽ tìm cái mã của nó ở trong cái ô tìm kiếm này, thì mình sẽ gõ nó để mà mình tìm. Tiếp theo thì mình sẽ thấy nó sẽ có cái cột mua và bán ở đây. Thì đây nó chính là những cái nơi mà mình sẽ đặt những cái lệnh mua, nó sẽ có màu xanh và bán thì nó sẽ có màu đỏ ở đây. Nó sẽ và mình sẽ thấy nó sẽ có những cái lệnh để mà mình đặt. Ở đây là mình sẽ có những cái lệnh sau đây, như là cái lệnh những cái lệnh cơ bản như lệnh limit này, lệnh market stop limit đó, những cái lệnh đó để mà mình đặt lệnh. Rồi cái vùng tiếp theo là cái vùng ở giữa này. Cái vùng ở giữa này là nó chính là cái giá của cái đồng coin mà mình đang giao dịch. Ví dụ đây là mình đang chọn cái cặp là Bitcoin USDT, thì nó định giá của cái thị trường của cái đồng Bitcoin này là hiện tại nó đang là 28.238 đô. Rồi ở đây mình sẽ thấy ở phía trên thì mình sẽ thấy ở đây là cái khung những cái vùng giá mà đang được đặt những cái lệnh mua và bán ở đây. Những cái lệnh mua đó thì nó sẽ có màu xanh, nó đang chờ mua. Ở màu xanh thì nó sẽ nằm ở phía dưới đây, những cái lệnh này đang được chờ mua ở trên thị trường này, và những cái lệnh chờ bán thì nó sẽ đặt ở màu đỏ, nó sẽ nằm ở phía trên này. Rồi phần phía dưới này thì mình sẽ thấy nó sẽ có những cái lệnh mà khi mà mình giao dịch thì nó sẽ có những cái lệnh mình những cái lệnh chờ của mình đang chờ khớp lệnh này. Rồi một cái phần nữa là trong này thì mình sẽ có cái icon, có cái hình cái nến này. Thì khi mà mình chọn vô trong đây thì mình có thể thứ nhất là mình có thể xem cái biểu đồ của nó. Rồi mình có thể chọn những cái khung giao dịch, ví dụ như là chọn khung mục chờ này, chọn khung ngày này. Rồi mình có thể chọn những cái chỉ báo để mà mình phân tích kỹ thuật này. Đó, ví dụ như là đây mình có thể chọn RSI, MACD ở trong này để mà mình phân tích. Rồi đó thì đó là một vài cái thông tin cơ bản khi mà mình trade ở trên cái app này. Một cái phần nữa là trước khi mà mình bắt đầu mình trade đó, thì nó sẽ có hai cái mà mình cần phải quan tâm. Cái thứ nhất đó, là mình phải anh em giúp mình vô trong cái vị này này, đó, vô trong cái phần vị này. Thì trước khi mà mình trade thì mình phải nạp coin lên trên cái vị giao ngay. Ví dụ trong này là mình đang nạp lên cái đồng USDT này, đó thì mình nạp lên đây thì mình mới bắt đầu mình trade được. Đó thì cái vị này là nơi mà mình sẽ lưu trữ coin ở trên sàn Binance, và khi mà mình muốn giao dịch đó, thì mình phải có coin ở trong cái vị này để mình giao dịch. Đó thì đó là cái bước đầu tiên, thì mình phải nạp coin lên trên cái ví của sàn. Rồi bây giờ quay trở lại cái phần giao dịch này. Rồi ở đây thì anh em khi mà mình trước khi mà mình trade thì anh em phải bước đầu tiên là mình sẽ nạp tiền vô cái ví này. Bước hai là mình sẽ chọn cái cặp coin mà mình sẽ giao dịch này. Đó thì mình sẽ gõ cái cặp coin mà mình muốn giao dịch vô trong này. Rồi ở đây thì mình sẽ có anh em phải nắm cho mình những cái loại lệnh cơ bản sau đây, là sẽ có những cái lệnh cơ bản như lệnh limit này. Ở đây là sẽ có bốn cái lệnh, mình sẽ tìm hiểu về bốn cái lệnh limit này: market stop limit và OCO. Thì ở trong này thì nó sẽ có hai cái lệnh cơ bản nhất mà mình thường sử dụng, đó chính là lệnh limit và lệnh stop limit. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể trong cái phần này. Rồi thì ở đây thì đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về lệnh limit. Lệnh limit thì mình sẽ sử dụng nó khi mình muốn mua hoặc là mình muốn bán coin với cái mức giá mà mình muốn. Bây giờ mình lấy ví dụ đấy, mình muốn sử dụng cái lệnh limit để mình mua coin với giá Bitcoin hiện tại của thị trường là 28.000 đô. Đó, bây giờ mình muốn mua ở cái mức giá thấp hơn cái giá của thị trường thì mình sẽ sử dụng cái lệnh này.
Đó thì lần limit thì mình sẽ nhập vô cái mức giá mà mình muốn mua cộng với cái số lượng mình muốn mua. Đó ví dụ như là mình nhập vào đây là cái giá 27.000 đô đi. Đó thì mình sẽ đặt cái lệnh đó. Thì lệnh này có nghĩa là khi mà cái giá thị trường của Bitcoin mà nó giảm về 27.000 đô thì nó sẽ khớp cái lệnh của mình. Rồi đối với lệnh limit khi mà mình muốn bán coin thì mình cũng sẽ đây mình sẽ có cái ví dụ là cái giá của Bitcoin ở trên thị trường là 28.000 và mình muốn bán coin ở cái mức giá cao hơn chẳng hạn như 29.000 thì mình sẽ sử dụng cái lệnh này thì mình sẽ nhập cái giá limit đây là cái giá bán là 29.000 thì khi mà cái giá thị trường nó lên 29.000 thì nó sẽ khớp cái lệnh bán của mình đó thì mình sẽ bán Bitcoin của mình ra cái đồng USDT. Rồi bây giờ quay trở lại cái app Binance đi thì mình sẽ thấy ở đây thì khi mình muốn mua thì mình sẽ chọn vô cái ô mua này. Rồi lúc này thì mình sẽ chọn vô cái lệnh sổ số thì mình sẽ chọn cái lệnh limit ở đây. Đây thì mình sẽ chọn vô đây lệnh limit. Đó, lệnh này thì mình sẽ nhập cái giá mà mình muốn mua ở đây. Đó, mình ví dụ lúc nãy là mình muốn mua ở cái giá 27.000 vì cái giá thị trường hiện tại là 28.000. Đó thì mình sẽ nhập vô đây là cái giá mà mình muốn mua. Ví dụ đây là 27.000. Đó, rồi mình nhập cái số lượng Bitcoin mà mình muốn mua ở đây hoặc là mình có thể nhập vô cái số lượng USDT mà mình muốn mua cũng được thì nó sẽ quy ra Bitcoin cho mình. Đó, hoặc là mình có thể chọn ở đây. Đấy, thì mình sẽ nhập tay đi, ví dụ như mình nhập đây là 20 đô đi. Đó. Rồi, thì mình sẽ nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thì nó sẽ cho mình cái thông tin là lệnh của mình. Đây là mình nhập cái giá mua 27.000. Đây là cái số lượng Bitcoin mà mình sẽ mua. Rồi mình sẽ nhận xác nhận thì lệnh của mình á, thì nó sẽ vô trong cái cửa sổ chờ ở phía dưới này này đó lệnh của mình đây đó, thì anh em sẽ thấy được là cái loại lệnh là lệnh limit này lệnh mua này cái cặp coin là gì này rồi nó sẽ có cái số lượng Bitcoin mà mình muốn mua cộng với cái giá mà mình muốn mua đây đó thì như lúc nãy thì mình đã có nói là cái lệnh này á, thì nó có nghĩa là khi mà giá thị trường nó về 27.000 thì nó sẽ khớp cái lệnh này. Đó thì mình sẽ mua được cái số lượng Bitcoin như mà mình đã đặt lệnh ở đây. Rồi thì bây giờ mình không muốn mua nữa, mình không muốn mua thì mình sẽ nhấp vào cái nút hủy bỏ này để mà mình đặt một cái lệnh mới. Đó như vậy là mình đã vừa hủy lệnh này. Rồi bây giờ trong trường hợp mà mình muốn bán đi thì mình muốn đặt lệnh bán thì mình sẽ chọn vào cái ô bán này này. Đó thì mình sẽ chọn lệnh limit và mình nhập cái mức giá mà mình muốn bán ở đây. Lúc nãy mình đã có ví dụ đây là giá thị trường là 28.300 thì mình muốn bán cái giá 29.000 đây, mình bán giá cao hơn thị trường thì mình sẽ nhập vào đây 29.000. Rồi thì mình cũng sẽ nhập cái số lượng Bitcoin hoặc là mình có thể chọn nhập cái số lượng USDT nó sẽ tương ứng như vậy. Đó. Rồi mình sẽ nhập vào cái nút là bán BTC. Rồi thì mình sẽ xác nhận lệnh này. Đấy thì nó cũng sẽ lần này thì nó cũng vô trong cái cửa sổ chờ này này. Đấy thì cái lần này khi mà giá thị trường nó lên 29.000 thì nó sẽ tự động bán ra cho mình nó sẽ tự động bán cho mình. Đó. Rồi, bây giờ mình muốn thì khi mình giữ lần thì nó sẽ để mãi ở trong này đến khi mà nó khớp lần thì thôi. Còn nếu không thì mình có thể nhấp vào cái nút này hủy bỏ để mình đặt một lần mới. Tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu về lần market hay còn gọi là lần thị trường. Lần này á, thì nó sẽ khớp luôn với cái giá của thị trường. Thì mình chỉ cần khi mình đặt lệnh thì mình chỉ cần nhập cái số lượng coin mình muốn bán thôi thì nó sẽ tự động nó khớp theo cái giá của thị trường. Đó, đối với lệnh mua và lệnh bán thì nó đều khớp với giá của thị trường cả. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến với lệnh market ở trên cái app của Binance thì anh em chọn một phần market này giúp mình. Đó lần này thì mình chỉ cần mình nhập cái số lượng coin mình muốn bán ở đây đó mình có thể nhập theo USDT đó nên mình sẽ nhập đây rồi thì lần này thì khi mình chọn vô cái nút là mua BTC thì nó sẽ tự động nó khớp theo cái giá của thị trường này đó là sự tự động nó khớp như vậy rồi tương tự như vậy thì khi mà mình chọn bán á thì mình cũng cũng chỉ cần nhập cái số lượng Bitcoin mình muốn bán ở đây thôi. Đó, mình chỉ cần nhập như vậy, sau đó mình nhập cái nút bán là thì nó sẽ tự động nó khớp theo cái giá của thị trường là cái giá hiện tại ở đây. Đó, thì cái lần này nó sẽ có một cái trường hợp đó chính là nó sẽ bị trượt giá. Ví dụ đây khi mình chọn mình nhập cái số lượng coin mà mình muốn bán nó lớn á thì nó sẽ khớp với cái lần mua đầu tiên nó sẽ nằm ở trên cái cửa sổ chờ của thị trường này. Đó thì nó sẽ khớp từ trên này nó khớp xuống. Đó.
Thì nếu mà mình mua số lượng lớn thì mình sẽ gặp cái tình trạng trượt giá, là khi mà mình mua như vậy thì nó sẽ khớp với những cái vùng giá từ cao cho tới thấp như vậy. Đó thì mình sẽ bị trượt giá một phần. Đó thì mình sẽ phải mua thì mình sẽ phải bán ra ở những cái vùng giá mà nó tương đối thấp hơn so với cái vùng giá mà mình muốn bán. Thì lần này thường thường sẽ được hạn chế sử dụng, thông thường thì nó sẽ không bao giờ được sử dụng luôn. Đó trừ cái trường hợp mà thị trường nó sẽ có những cái biến động nó quá lớn, là mình không có kịp đặt một cái lần limit thì mình sẽ sử dụng lần này. Đó nhưng mà ít khi mà nó có cái trường hợp đó. Đó thì mình sẽ hạn chế mình sử dụng lần này để tránh cái trường hợp là bị trượt giá. Tiếp theo thì mình sẽ có cái lần stop limit. Lần này thì mình cũng thường sử dụng. Lần này thì mình sẽ sử dụng trong cái trường hợp mà mình muốn cắt lỗ. Lấy ví dụ đây, khi mà mình đã bán một Bitcoin với cái giá 28 ngàn, mình sẽ kỳ vọng nó giảm đến 25 ngàn để mình mua vào lại. Đó thì mình sẽ lời được cái phần chênh lệch đó. Nhưng mà thị trường này nó đi như thế nào thì mình chưa biết được, có thể nó giảm theo kỳ vọng của mình hoặc là nó đi tăng lên. Đó thì khi mình đi ngược lại về cái kỳ vọng của mình thì mình sẽ đặt ra một lần cắt lỗ để mình giảm thiểu cái rủi ro. Ví dụ đây mình phân tích được là khi mà giá nó tăng lên phá qua 30 ngàn thì giá nó còn tăng lên nữa, thì mình sẽ chọn cái giá 30 ngàn để mình đặt một lần cắt lỗ. Đó cắt lỗ có nghĩa là mình mua vào ở cái giá 28 ngàn này, thì khi mà giá nó lên 30 ngàn mình vẫn mua, là lúc này là mình sẽ bị lỗ hơn so với cái giá bán của mình này. Thì đó là gọi là lần cắt lỗ. Thì cái lệnh stop limit này thì nó sẽ chia làm hai phần. Đầu tiên là một cái mức giá dừng, hay còn gọi là cái giá stop. Đó, và một cái lệnh limit. Đó thì nó gọi là cái lệnh stop limit. Thì khi mà cái giá thị trường này này nó bằng với cái mức giá dừng. Đó thì mức tức là giá stop đó, thì nó sẽ kích hoạt cái lệnh để kích hoạt cái lệnh giống như lệnh limit này á, để mà nó cắt lỗ cho mình. Đó thì cái mức giá stop và cái giá limit này thì do mình đặt ra. Đó thì khi mà nó tới những cái vùng giá stop này thì nó sẽ thực hiện cái lệnh cắt lỗ cho mình. Rồi đối với stop limit khi mình muốn cắt lỗ mà mình muốn bán á, đây thì mình lấy cái ví dụ như vậy này, thì mình sẽ có khi mà giá Bitcoin là 28 ngàn đi, thì mình mua vào một Bit đó, thì mình sẽ kỳ vọng giá nó tăng lên 30 ngàn để mà mình bán ra mình lời được 2 ngàn. Đó nhưng mà nếu như mà nó đi ngược lại cái kỳ vọng của mình thì mình sẽ cắt lỗ. Ví dụ đây thì mình sẽ đặt cái lệnh cắt lỗ ở cái vùng giá là giá stop là 26.100 và cái giá để mà mình cắt là 26.000. Đó thì lệnh thị trường lần này thì có nghĩa là khi mà giá thị trường nó giảm về 26.100 thì nó sẽ kích hoạt cái lệnh limit để mà nó bán ra ở cái giá là 26.000. Đó thì khi mình bán ra ở cái vùng giá này thì mình sẽ bị lỗ. Đó mình sẽ bị lỗ, thì như vậy lần này gọi là lần cắt lỗ. Rồi ở đây trên cái app của Binance thì anh em chọn cho mình cái lần stop limit ở đây. Rồi đầu tiên đối với lần mua này, đó lần mua là lúc nãy là mình đã có, giả sử là mình đã bán ở cái giá là 28 ngàn. Đó thì lúc này thì mình sẽ cắt lỗ ở cái vùng giá là 30 ngàn. Đó đầu tiên thì mình sẽ nhập vô đây là cái giá stop này. Thì mình sẽ nhập vô sạc với cái giá mà mình muốn cắt 29.990, đây là cái giá stop này. Rồi lệnh limit là lệnh cắt lỗ thì mình sẽ đặt là 30 ngàn. Rồi sau đó mình sẽ nhập cái số lượng coin mà mình muốn cắt ở đây. Rồi mình chọn vô đây mình mua. Đó thì mình sẽ thấy cái thông báo này này. Stop, giá stop này. Rồi và ở dưới là sẽ có cái lệnh limit này. Đó thì anh em đọc cái thông báo ở trong này này, nếu giá mà tăng lên, tức là giá thị trường đó nó tăng lên trên 29.900, đó 29.990 thì nó sẽ cắt lỗ, tức là nó sẽ mua vào lại ở cái mức giá là 30.000. Đó thì mình sẽ nhầm vô đây là xác nhận này. Đây thì giá này lần này của mình cũng nó cũng sẽ vô trong cái cửa sổ chờ này này. Đó điều kiện của nó là khi mà giá thị trường nó lên trên 29.990 thì ở đây thì mình sẽ lấy luôn là 30.000 đi. Đó thì khi mà giá thị trường mà nó lên 30.000 thì nó sẽ tự động đặt lệnh cắt lỗ cho mình. Đó lần này thì nó sẽ khác với lệnh bên limit đó. Thì bên limit thì mình đặt lệnh mua thì mình sẽ đặt thấp hơn, còn khi mà mình đặt lệnh này thì mình sẽ đặt cắt lỗ với cái giá cao hơn cái giá mà mình mua. Đó rồi thì mình sẽ hủy lệnh này đi. Đó thì mình sẽ đặt ra bên bảng đi. Đó khi mình muốn bán đi
Đó là lúc nãy là mình đã có cái ví dụ là mình đã mua vào ở cái vùng giá 28 ngàn rồi. Đó bây giờ tức là mình đã bán ở tức là mình đã mua vào ở cái giá là 28 ngàn. Đó thì mình kỳ vọng là giá nó sẽ tăng lên 30 ngàn để mình bán. Đó thì mình sẽ đặt cắt lỗ ở cái vùng giá là 26 ngàn. Đấy, thì mình sẽ đặt lên stop limit này nó cao hơn một chút là 26.100. Đó, và lệnh limit là lệnh cắt của mình này, lệnh cắt lỗ của mình là 26.000. Nhập số lượng vào đây. Rồi, nhập vào lục bán. Đó thì nó cũng sẽ cho mình cái thông báo này, nếu mà cái giá của thị trường nó giảm về 26.100 thì một lệnh bán tức là lệnh cắt lỗ đó nó sẽ bán ra ở cái vùng giá là 26.000. Rồi mình sẽ nhận vô xác nhận này. Đó thì lệnh của mình ấy, nó cũng sẽ đi vô trong cái cửa sổ chờ này. Điều kiện của nó là khi mà giá thị trường nó về là 26 ngàn thì nó sẽ thực hiện nó bán ra để mà nó cắt lỗ cho mình. Đó vì lúc nãy là mình mua 28 ngàn mà mình bán ra ở cái giá 26 ngàn thì mình sẽ bị lỗ. Đó thì lệnh như vậy gọi là lệnh cắt lỗ. Trường hợp ấy, nếu như mà cái giá của thị trường mà nó lên 30 ngàn chẳng hạn thì mình sẽ hủy cái lệnh này đi. Đó thì mình sẽ đặt một lần limit để mà mình bán ra ở cái vùng giá 30 ngàn, tức là mình đã lời được 2 ngàn rồi. Còn trường hợp nếu như mà nó giảm về 26 ngàn, đó thì mình sẽ chấp nhận mình cắt lỗ. Đó thì đó là cái cách sử dụng của cái lần stop limit là như vậy. Đó thì lần limit thì sẽ được dùng để mua hoặc là bán coi về cái giá mà mình muốn. Còn lần stop limit là mình sẽ mua hoặc là mình bán coi, tức mình sẽ cắt lỗ với cái giá mà mình không mong muốn, tức là cái giá mà khi mà mình khớp lệnh thì mình sẽ bị lỗ. Đó thì đó là cách sử dụng của hai cái lệnh cơ bản đó. Tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu qua về cái lệnh OCO. Lệnh này á, thì nó có cái tên là lệnh chốt lời cắt lỗ đồng thời. Lệnh này á, có cái ý nghĩa là mình sẽ đặt ra hai lệnh chốt lời và cắt lỗ đồng thời. Thì khi mà giá của thị trường nó chạm một cái lệnh nào đó thì nó sẽ thực hiện cái lệnh đó và nó đồng thời hủy lệnh còn lại. Lấy ví dụ sau đây là mình có một Bitcoin đi, mình bán ra ở cái giá thị trường là 28 ngàn. Thì khi mà mình bán ra như vậy thì mình sẽ kỳ vọng là giá nó xuống 26 ngàn thì mình sẽ mua vào lại để mình chốt lời. Nhưng mà rủi như giá nó lên 30 ngàn thì mình sẽ cắt lỗ. Đó thì như vậy thì mình sẽ đặt ra cái lệnh chốt lời và cắt lỗ đồng thời luôn. Thì mình sẽ sử dụng cái loại lệnh là OCO này. Đó, vậy cái giá chốt lời là cái giá mình đặt là mình chọn là 26 ngàn và cái giá cắt lỗ là mình sẽ chọn là cái giá 30 ngàn. Thực chất của cái lệnh này thì nó sẽ chia ra thành hai cái loại lệnh, một là lệnh chốt lời, lệnh này sẽ là lệnh giống như cái lệnh limit, và lệnh cắt lỗ thì nó sẽ giống như cái lệnh là stop limit mà mình vừa mới tìm hiểu đó. Rồi tương tự như vậy thì với một cái ví dụ khác đi, thì với lệnh OCO mà khi mà mình muốn bán á, thì giả sử là mình đã mua một Bitcoin với cái giá thị trường là 28 ngàn, thì khi mà mình mua như vậy thì mình sẽ kỳ vọng giá lên 30 ngàn để mà mình chốt lời, và ngược lại khi mà giá nó giảm về dưới 26 ngàn thì mình sẽ chọn để mà mình cắt lỗ. Thì mình cũng sẽ nhập vô cái lệnh chốt lời của mình là 30 ngàn và lệnh cắt lỗ thì mình sẽ đặt cái giá là 26 ngàn. Đó thì lệnh này sẽ ít khi mà được sử dụng, thì chủ yếu là mình sẽ sử dụng limit với lại là stop limit là nhiều. Rồi thì ở trên cái app Binance thì anh em đầu tiên là chọn cho mình cái lệnh OCO này. Đó, chọn một lệnh OCO. Rồi thì anh em sẽ thấy lệnh này thì nó sẽ chia ra thành hai lệnh. Thứ nhất là lệnh ở trên này, là lệnh limit này, lệnh này sẽ lệnh chốt lời. Lệnh ở phía dưới thì là lệnh stop limit, thì lệnh này sẽ lệnh cắt lỗ. Đó thì như cái ví dụ lúc vừa nãy là mình đã có nói là lệnh OCO khi mình muốn mua. Mình muốn mua tức là mình đã bán rồi. Đó, mình bán rồi ở cái giá 28 ngàn rồi thì mình sẽ chốt lời lại, tức là mình mua lại ở cái giá 26 ngàn. Đó, thì mình sẽ chốt lời như vậy. Rồi lệnh cắt lỗ đi, lệnh cắt lỗ thì khi mà giá nó lên trên 29.990 thì mình sẽ cắt lỗ ở cái giá là 30 ngàn. Đó. Nhập số lượng vào đây. Đó thì em thấy rõ ràng nó sẽ chia thành hai lệnh này, lệnh chốt lời này, phía dưới lệnh cắt lỗ này. Rồi mình chọn vào cái nút là mua BTC này. Đó thì nó sẽ chia ra cho mình hai lệnh ở trên là chốt lời này, dưới cắt lỗ này. Đó, nhìn xác nhận này. Đây thì lệnh nó cũng sẽ vô trong cái cửa sổ chơi này. Ở phía trên này, em thấy nó lệnh chốt lời này. Đó, và ở phía dưới này nó lệnh cắt lỗ.
Đó, khi mà giá thị trường nó đi theo cái hướng là nó đi theo cái hướng giảm, nó giảm về 26 ngàn thì nó sẽ thực hiện cái lệnh chốt lời và nó hủy luôn đồng thời lệnh gác lỗ phía dưới. Ngược lại đi, khi giá của thị trường nó lên 30 ngàn thì nó sẽ thực hiện cái lệnh cắt lỗ và nó sẽ đồng thời hủy luôn lệnh chốt lời. Đó, tức là lệnh này thì nó sẽ thực hiện một trong hai mà thôi. Đó thì bây giờ mình muốn hủy thì mình sẽ nhấp vào cái nút là hủy bỏ này. Đó thì nó sẽ hủy đồng thời hai lần đó luôn. Rồi, tiếp theo là vô trong cái ô bán đi. Đó, bán thì nó cũng sẽ tương tự như vậy, thì ở trên cũng là chốt lời mà ở dưới cũng sẽ là cắt lỗ. Đó, lệnh bán thì có nghĩa là khi mình mua vào rồi. Đó, mình mua vào một Bitcoin rồi. Là cái giá mình mua là 28 ngàn. Thì mình sẽ đặt ra cái giá chốt lời là ở 30 ngàn. Đó thì như vậy mình khi mình khởi lệnh này thì mình sẽ lời được 2 ngàn. Rồi, ngược lại khi mà mình sờ về dưới 26 ngàn thì mình sẽ cắt lỗ, là thì mình sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở cái giá là 26.100 và cắt ở 26 ngàn. Đó, nhập số lượng. Rồi sợ nhập vô bán. Rồi xác nhận. Đây thì nó cũng sẽ vô trong cái cửa sổ chơi này, ở phía trên thì nó cũng sẽ lên chốt lời này và dưới cũng sẽ lên ở trên là lên ở trên là sẽ lên cắt lỗ này. Đó, thì ta biết đây là giá thấp hơn này, ở dưới là chốt lời này. Đó, thì nó sẽ có cái ký hiệu của nó là limit với lại là stop limit ở đây. Đó, tương đương với chốt lời và lại là cắt lỗ. Đây, lần này thì có nghĩa là khi mà giá thị trường lên 30.000 thì nó sẽ thực hiện lần chốt lời này, đồng thời nó hủy lần cắt lỗ. Ngược lại, khi mà giá nó xuống 26.000 thì nó sẽ thực hiện cắt lỗ và nó hủy luôn lần chốt lời. Đó, bây giờ mình muốn thì mình có thể hủy ở đây. Đó. Đó thì đó là cách để mà hướng dẫn anh em cách để mà trade coin. Thì ở trong này á, thì anh em sẽ thường xuyên sử dụng cái lệnh limit này và cái lệnh stop limit này là chủ yếu, còn những cái lệnh còn lại thì mình sẽ hạn chế gần như là ít khi mình sử dụng những cái lệnh đó lắm. Đó thì anh em cứ nhớ cho mình cái lệnh limit là mình mua với bạn, còn lệnh stop limit để mình cắt lỗ. Đó, như vậy là được rồi. Đó rồi, thì đó là một cái video của mình hướng dẫn anh em cách để mà trade coin ở trên cái app của Binance. Thì nếu anh em thấy cái thông tin trong cái video này hữu ích đó, thì giúp mình một like và một sub để ủng hộ kênh. Rồi xin cảm ơn anh em đã dành thời gian để xem cái video này.